could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vì một cảnh quay nóng bị làm thịt, nữ hoàng phim 18 cộng đánh mất cái ngàn vàng. Không ai ngờ người tình trong mộng của mọi đấng nam nhi đã từng phải chịu tủi nhục đau đớn khi bị cho vào chồng, cảnh nóng thật sự khiến cô đánh mất cái ngàn vàng. Khi mới 17 tuổi, Thư Kỳ vì hoàn cảnh khó khăn đã phải làm người mẫu khỏa thân để kiếm tiền. Cũng nhờ nhan sắc sực sỡ mà cô nhanh chóng lọt vào mắt của ông trùm phim ảnh Kha Tuấn Hùng, mời cô ký hợp đồng đóng liền 6 bộ phim người lớn. Tác phẩm đầu tiên mà Thư Kỳ tham gia là Linh Hồn và Dục Vọng, rồi sau đó cô phá vỡ hợp đồng và tìm mọi cách tránh xa ông trùm, nhất quyết không đóng thêm phim nào do Kha Tuấn Hùng sản xuất nữa. Lý do vì trong phim này nhân vật của Thư Kỳ có hai cảnh thân mật với Kha Tuấn Hùng. Những tưởng đây chỉ là cảnh nóng được diễn như thật nên Thư Kỳ không đề phòng, nhưng chẳng ngờ Kha Tuấn Hùng lại nhân cơ hội đó để làm thật, khiến cho Thư Kỳ đã đánh mất trình tiết ngay trên phim trường. Các nhân viên đoàn làm phim tất nhiên biết mục đích của Kha Tuấn Hùng, nhưng vì đó là ông trùm khét tiếng nên chẳng ai dám đứng ra bảo vệ Thư Kỳ. Tất nhiên, Thư Kỳ đã giấu kín nỗi đau này, thậm chí còn bị ông trùm đe dọa uy hiếp tinh thần vì dám phá vỡ hợp đồng. Sau rất nhiều năm, cô mới hé lộ rằng mình mất cái ngàn vàng vào năm 1995 khi cô 19 tuổi. Đến khi khán giả sầu chuỗi sự việc Thư Kỳ chỉ đóng một bộ phim do Kha Tuấn Hùng rồi nhất quyết rời đi, cũng như phim Linh Hồn và Dục Vọng được quay đúng vào năm 1995, thì mọi người mới nhận ra sự trùng hợp.